Gạo này mình cũng Vinh Thắng mới ráp xong, ráp rồi chiều hôm qua đóng lại cái đèn đầu cần này. Với cái gạo này mình hai bên này cũng nới ra cho bên cái nhíp xe để lấy đất cho nó nhẹ cái xe. Lại mình gia cố thêm 5 cái răng gạo. Ở ngoài này là mình cho thêm cái miếng nhíp xe ở ngoài nữa để chống mài mòn cái răng gạo khi mình nhổ gốc cây đâu đó, nó có mài mòn trước cái nhíp xe xong rồi mới tới cái răng gạo. Cái răng gạo này là mình đóng từ lúc cái gạo tới giờ nó chưa có vuột luôn, khi nó vuột cái nhíp xe trước. Giờ cái gạo này im rồi, cũng lấy cái đồ xiết lại, xiết vô hết cỡ vòng nó khít vô. À, tính ra đóng cái bộ gạo mà bên ngoài này nè, mình xiết lại thấy sợi im á, hay nó lỏng cái mình tháo chút cấy ra cái mình đưa nó vô rồi nó kính lại. Con xe mình chắc bữa nay phải chắc định lại rồi để tập trung làm cho lim, cho lim mai này đi nè. Không biết còn làm gì nữa đây, chắc sơn lại quá, sơn lại rồi. Hôm qua nghe Lim chia sẻ thì chỗ cái gạt chỗ này nè, bơm mở nó qua, lúc đó Lim đóng bộ gạo bên cái chỗ của người ta, thì bơm từ lúc đóng giờ cũng gần cái năm hay nhiêu rồi mà bơm nó không qua được, bị kia nó bị kẹt ở đâu rồi, phải tháo ra để bơm nó, để cách xử lý làm sao để chút nữa Lim qua đi là mình chia sẻ nhiều hơn. Bò ve lại mới dướng dây rồi, ve lại mới bò tới được. Ve lại, ve lại. Nó, nó. Rồi, rồi, hạ không đi. Nó, 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 rồi, 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 vô luôn, vô, vô. Lăn rồi, cục bánh đỡ lăn rồi. Lăn. Lăn rồi, cục bánh đỡ lăn rồi. Cục bánh đỡ hôm qua lăn rồi. Lăn rồi.
sẵn đây cái mình thử cái bỏ gào coi xem coi nó còn lỏng không. Nguyên bộ gắt này thì mình giữ lại hết ba cái gắt này nè, mình chỉ thay gắt mới này thôi, gắt đầu cần. Cái này phía bên ngoài của cái gào, hàng thấy chắc cú. Cái này về mình làm hai bên cái bên hông đó nữa, hai bên mình kè thêm cái cây nhíp xe đó. Với hàng cái này lại thấy cái gào thấy cứng chất lượng rồi. Liêm, cái nguyên nhân sao Liêm? Nguyên nhân là nó bị tròn á. Tròn sao? Gì? Bị bơm vô à. Em ơi, vú bò em hư cái gì em ơi? Đúng rồi, em thay vú mới rồi, mình bơm thử vô không ha. Cuối cùng là do cái đầu ắc ngang cho đó. Anh thợ trước nó đóng, anh quên phan cái lỗ rồi. Bởi mỗi bò mình chích vô rồi nó đâu có thông được đâu. Nè, cái dấu lỗ của nó nè. Lọt không Liêm? Chắc lọt mà. Cái cabin cậu bỏ ở đây Liêm mới chở về bển. Được không Liêm? Mày đứng lên gạo lên Liêm ơi. Lý do là ép cái bạc nó hơi bị chặt cái lỗ. Cái lỗ bạc có lỗ. Canh không đúng. Nè, cái lỗ bạc nằm trên ngón tay này nè. Nhưng mà cái lỗ bơm mới bò nằm dưới này. Đó, nó tặc hết ráo rồi đâu có bơm vô. Tại vì mình chích vô cái là ngay cái bạc nó đâu có vô mở được. Nó không có bơm vô mở được mà cái ác nó cháy ác luôn. Này mới đóng có 3 4 tháng. 3 4 tháng mà nó mòn cái đó. Đóng chốt vậy im quá lên. Mình siết vô vậy im ha.
Bộ gạo đó mấy tháng rồi Liên? 4 tháng rồi hả? 4 tháng rồi. Cái này còn chạy cỡ 2-3 năm mới được mà. 2-3 năm nữa, thêm thế đó cỡ 2-3 năm nữa em ơi. 2-3 tháng. Nên thợ này anh đóng thì anh không có gắn xin nữa. Trong mấy cái post trong đây nè, đóng bằng luôn mà không có post. Đóng post thì im hơn ha. Post thì giá nó hơi cao hơn chút. Cao gì? Cao hơn chứ em. Bằng giá hay gì? Giá. À, sau đó em không kêu ảnh đóng post luôn lên. Kêu đóng thì nó có đóng đâu. À, không đóng ha. Thôi ráng đi em ơi chứ sao giờ. Gặp ơi. Gặp. Quá lăng lức anh Gặp ơi. Thấy trời ui anh Gặp ơi. Ôi ôi. Gặp sơn cái đổ con xe lên tới tiền ông ta ơi. Lúc đầu tính sơn cái bắp này lên mà. Mà sơn rồi thấy lần sau kỳ quá. Kỳ quá nó mới ảnh mới xịt cái thuốc tẩy lên để tẩy cái đó sơn lên nó hết nguyên con luôn. Chứ người ta đúng là sơn ta phải vệ sinh hết một lần luôn, toàn sơn. Vậy nó mới đúng cái cách sơn, còn cái này thì phát sinh bất ngờ quá nên nó vậy đó. Rồi. Này vệ sinh lại cái sơn lại. Chắc chiều nắng rồi dứt luôn ha anh Cọp. Chiều nắng làm luôn. Con cái đi bơi mà nằm hoài đây ông Khánh không vô được cái gì đó. Trời ơi còn cái xe từ chị Linh chuyển em để đó. Liêm ơi Liêm, bây giờ là nhất quá tam rồi anh bò ra là 3 lần rồi đó. Bò ra bò vô đi. Wow. Lại giờ hết chưa? Hết rồi, xe này hết rồi, xe phải đi đăng kiểm rồi nữa anh ơi. Còn đăng kiểm nữa hả? Trời ơi. Hàng cái ngồi sao được? Hàng ốc của này hả? Trời ơi, lẻ mà. Trời ơi, từ sống quặng bệnh. Biết sao không, biết sao không, biết sao không? Em đè này xuống à. Em đè nó xuống quá, em dở nhóm nhóm lên cái. Em đè mạnh quá nó bị chẹo cái ác này qua nè. Còn chim cái này lại nữa là xong. Cái này nó bị hở qua lại thôi. Ê hạ chứ rồi hạ lên chút giỡn lên chút rồi khoan cứ vậy ở đó đi đóng ra. Trời ơi trời ơi cốt con nghe cái chốt chưa tháo ra. Cái chốt. Trời ơi. Còn cái chốt gì đấy mà nó đóng bóp bóp nữa giờ. Cái chốt luôn quên. Quên hả em? Ha. Lên đi chắc tụi anh ở đây cũng buồn rồi em ơi. Quyến liến ha. Nhẹ không? Chưa ta. Qua cái đó đi, qua đại đi. Rồi, được rồi. Đây chim bên đường ấy, sư phụ. Giờ chim mấy bên đây có chim rồi. Qua luôn lên. Bò ra, bò vô, này lần thứ 3. Liêm lúc đầu bò ra, rồi bò vô. Người ta nói là nhất qua tam. Lần này Liêm đi thiệt rồi. Thì mình liêm ra là mình mới bò vô để mình tháo trong đó ra, đâu phải muốn tháo đâu. Nguyên nhân của nó thì nó chảy nhớt, mình chạy tài xế xe nhà nữa mình thấy nhiễu nhớt tỏn hoài, thấy mệt trong mình quá, đậu không mà nó còn thấy những giọt nhớt nó rớt xuống này.
chảy nhất bụng tắc mà. Rồi củ góp nó vẫn rịnh, nhưng mà mình chạy mình thấy nó rịnh nhưng mà nó cũng chưa có nhiều dữ. Mình sẵn tới đây nè, rồi công đôi chuyện luôn, rồi mình thay củ góp luôn. Gá vô đi, gá vô. Đem lại cái tiếp món rồi. Gá canh hai lỗ này cho nó thẳng với nhau. Xuống, xuống rồi. Rồi chưa? Nó buông rồi chưa em? Rồi, rồi, buông đi. Thôi, ô, không nói, nãy giờ nhức cái chuột luôn em. Vậy đi. Mình tới đây. Nổ máy rồi, nổ máy rồi em ơi. Có xe cái bên này làm cho nó khỏe. Lấy máy ra, để máy cái... chạy nhịp nhàng quá. Con xe này anh Danh anh lấy nay cũng 9 năm rồi. Cái này về anh tu bổ lại hết luôn. Cái dòng Sumi F2 này anh 260 nhưng mà anh trục vô 4 chân á. Con này thì bền thì khỏi phải chê rồi. Cái này về anh dọn lại cũng hơi nhiều á. Tính thay dàn xích mới luôn. Rồi dàn chân này bắn cát lại hết. Xích này còn ngon lắm mà anh bỏ luôn nè. Người ta cỡ này người ta còn bỏ. Thấy anh Danh anh đầu tư thì mình nóng lạnh quá. Rồi anh bắn cát anh sơn lại hết luôn nguyên con. Cả pin đó anh thay cả pin mới. Anh có cả pin với phà đó. Dàn ta lê thì anh mua hết rồi, mua thủ sẵn nghĩa địa. Thì khi nào bắn cát anh về bên Thịnh Hóa anh làm lại hết. Ở đây lực lượng làm cũng không có nhiều á, nên anh về bển làm cho nó lẹ. Ở đây anh Thắng anh làm quá hết rồi, xe tập trung. Biết hôm nay biết nhiều anh em miền Tây mình điện ảnh, anh đâu có lãnh đâu. Xe giờ dồn ở đây nè. Thì anh em chờ đợi làm đó. Chuyển xa xôi từ Trà Vinh về á, về đây nó tu bổ lại. Em bỏ ra cái gì? Em bỏ ra ngoài nữa hả? Ngay chỗ đường em mới. À. Để vào để đây làm sao mà bò vô ta? Dạ, từ đi. Bò ra ngoài vệ sinh này lại hết. Rồi nó sơn lại, sơn những chỗ này nè. Cái đó là chốt ga Liêm ơi. Cái ga này hư rồi em ơi. Nè, nó về nè, nó chịu nè em. Ha. Vậy không mà chạy đâu được, mới mua ga mới đó. Rồi, thử rồi đó. Lớn hả? Chạy đâu được. Cái này không? Cái này chút xíu à. Cái này đâu có chạy làm việc được. Rồi chuyển chiếc đi. Cái này nhỏ quá. Thôi tạm thời vậy đi. Nhẹ chút xíu à. Lên chung nó đi. Cái này nhỏ quá. Nó có đó vừa đó. Lim, em ve lại là em thử động tác rồi Lim. Ve đi. Nó lên chút nữa. Thử ra làm việc. Tức cái gà nó bị tuột hoài. Rồi, trống trải rồi đó. Rồi Liêm bò lại đó luôn, để Liêm bò xe ra rửa xe luôn.
Ê, nó mà hiểm còn xài nha. Xe lâu lâu mới lên chạy cũng không có quen tay á. Dòng xe lớn mình chạy nó không có đầm hơn xe nhỏ phải không? Xe nhỏ chạy nó hơi bị giật cái động tác nhiều hơn. Cái gì hư tay ga hoài vậy đó. Bị lỏng này nó dở thiệt chứ. Đang rời để di chuyển ra. Lần này Liêm không vô nữa rồi. Rửa xe cái sơn là xong rồi đó. Trong Liêm làm rồi đi kiếm cái nguồn thu kinh tế nữa. Ê ê, khum xuống. Xe này mạnh lắm. Ga này ga anti không ạ? Cái bánh răng ra trước rồi xuống xe luôn á. Mấy bên kia bên này xây bên kia phải không? Mấy bên mà hôm qua mình không xây là bên nào? Bên đây hả? Bên kia hả? Không không, để qua bánh kia. Rồi. Quá trời quay mà quay vụ vụ mà. Rồi được rồi em ơi, được rồi. Mấy rài mình bò vô không có hên. Nhờ Liêm bò vô cái hên không? Tranh thủ rút rồi làm chuyện khác chứ mình cũng nhiều việc mà đâu phải ở đây hoài đâu. Giờ mai chủ đất mình không dám lãnh nữa. Việc cũng chưa xong nữa, đâu có dám làm ai. Mình về sửa xe hoàn thành thôi mình tính nữa. Quá trời rấp luôn mà giờ vậy là mình cũng làm thinh luôn. Tại mình với anh Thắng tình nghĩa quá trời lâu rồi. Chừng nào anh làm với mình bây giờ cũng... thì chia sẻ nhiều thì cũng không có hay nữa. Nó bị hư tay ga đó, mình bữa đó mới đi Sài Gòn mình mua cái mới đó.
hả? Ở đây nè em ơi. Rồi mở rớt con Liêm ơi. À, chưa quên xịt cái thuốc tẩy ra một cái nè. Bơm lên đúng lên, bơm mạnh lên, tụt da hả? Nước này nó xịt vô một cái mình tay mình bám vô một cái là rít luôn cái bụng. Rồi chết rồi, thôi chế đại em ơi, xịt vô đây không lẽ tốn tiền mua cái đó nữa hả? Phải không? Cũng hơi quan uổng nữa, phải cọp hùng chơi được. Để tiền mua sữa vợ con uống. Đây là Liêm sẵn em vệ sinh này luôn, mình sơn đoạn lên Liêm cho mới luôn em hả? Đây nè, này nè, mua gần 1 ký nước sơn mà 600-700 ngàn 1 ký ít đâu Liêm. Mà em sơn hết bộ uống Liêm. Nhiều nữa anh quét anh ơi. Xịt lên cái mới rười luôn ha. Ra ba cái mỡ bò với lại cái xình mình á, dính đó. Trời ơi này sơn kịp không em? Sơn Liêm. Sơn luôn hả? Rắp hả? Còn ướt quá mới sao đây. Gà màu giống dữ Liêm. Liêm ơi. Giống em ơi. Nó tươi chút này mình chạy thời gian cái nó đỏ là vừa em ơi. Này không tươi đâu. Sao không tươi? Nó sậm. Hơi đậm hơn phải không? Chứ nó không tươi. Ê quê rồi nên màu như màu của cần mới tươi rồi đó. À, Liêm cũng tranh thủ đi cũng gấp lắm rồi. Làm giờ tới tối luôn. À thôi thì mình cũng xin tạm biệt ở đây. Mình xin mến gặp bạn bè xa mình vào cái buổi chiều ngày mai. Đủ hả? Liêm. Còn sớm đâu nữa không? Màu này thì nó cũng hơi đậm hơn chút. Tại vì cái màu xe cũ của nó thì nó thời gian thì phai mờ nó cũng hơi lợt rồi, nhưng mà cái này bữa nữa mình chạy tầm chừng 5-7 tháng thì nó vừa với nhau. À rồi đủ không? Chắc đủ rồi.